Đây là màn hình 279X6Q, một chiếc màn hình mới đến từ Philips. Và sau đây chúng ta cùng unbox chiếc màn hình này. Mình khá ấn tượng với mặt sau của màn hình vì nó được làm từ vỏ nhựa màu trắng. Nhưng mình nghĩ một số anh em sẽ không thích ở điểm này vì nó là nhựa trắng rất dễ bám bụi và để lại vết chảy xước. Tuy nhiên điểm trừ này có thể bỏ qua. Chúng ta thường quay lưng màn hình vào tường nên cũng không quan trọng cho lắm. Và mặt ngang của chiếc màn hình là khung viền benzen. Chân đế của chiếc màn hình được làm từ kim loại, cụ thể là bằng chrome. Chiếc chân đế thiết kế giống hình trăng khuyết và điều mình rất thích là chân đế này khá là chắc chắn. Đây là các cổng kết nối phía bên phải được trang bị nguồn và một cổng VGA. Phía bên trái bạn chỉ nhận được một cổng DisplayPort 1.2 và một cây cắm HDMI. Ngoài ra chiếc màn hình này không có loa ngoài, nhưng bạn có thể sử dụng jack cắm 3.5mm. Màn hình này phía dưới được trang bị một núm joystick giúp cho việc điều chỉnh các chế độ của màn hình trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Và sau đây là phần test chiếc màn hình cùng với bộ cây máy tính có cấu hình i5-9600K, 32GB và RTX 2070. Nói về game không thể kể đến tựa game eSports, FPS hàng đầu hiện nay là CSGO được trang bị công nghệ AMD FreeSync. Điều này khiến bạn trải nghiệm các tựa game một cách mượt mà, chống bị rách hình. Màn hình này có kích thước là 27 inch, độ phân giải Full HD, tần số 60Hz, thời gian phản hồi 4mm, độ sáng 300cd trên mét vuông. Khi chơi CSGO, mình thấy màn hình đáp ứng khá là tốt, thể hiện rõ các chi tiết về màu sắc và đường đạn một cách cụ thể. Về các phần mềm liên quan đến thiết kế đồ họa và dựng phim, mình cũng có đôi chút lời khuyên là màn hình này có sự sai lệch về màu sắc. Tuy nhiên với mức giá này đáp ứng rất tốt cho mọi người dùng phổ thông. Tiếp đến là tựa game PUBG mà rất nhiều game thủ ưa thích. Chiếc màn hình này đều thể hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, các chi tiết nhân vật hiển thị một cách sắc nét và chân thực. Mình có thử test qua mức tiêu thụ điện của màn hình là 26.8W. Chiếc màn hình này cực kỳ tốn ít điện và có thể tiết kiệm cho bạn một khoản tiền. Nhìn chung chỉ hơn 3 triệu đồng với một chiếc màn hình 27 inch. Các bạn nghĩ sao về chiếc màn hình này? Hãy để lại comment bên dưới nhé.